chở ba con, ba con trăm à, bên kia thì con 40. Đương nhiên em đi chợ em phải mua bên này rồi. Tới là tắt máy liền. Như anh em là vợ chồng gì nó mới bán vậy. Chắc anh em quá à, không nói vậy cho tùy theo con nữa. Con lớn con nhỏ nữa chứ không phải là bán vậy nó dễ xích mít. Nhưng mà này chắc anh em nó dặn lớn lên nha hả? bốn chục là bên nó là cá lớn hơn, cá lớn hơn. Kính thưa bà cô chú anh chị, mình ngồi được ngồi ngay cái ngõ ba là để mình review cái chợ ngày 19 tháng 10 cho ông bà cô chú mình xem là cái lượng người sau dịch người ta đi chợ lại như thế nào nha. Thì ông bà cô chú nhìn đó, hôm nay thì nói chung là cũng có người đi chợ cũng đông. Mấy tháng giãn cách rồi nó đẩy đi đâu hả? Đẩy xe cá nó đi đâu rồi? Nó kéo lên đó luôn. Bán rẻ là đại gia hốt hết luôn đó. Đây cảm thấy là quần áo thì bữa nay nó hình như là không ai mua luôn á. Quần áo hồi xưa khu này quần áo thì mình thấy rất là đông luôn, nay quần áo là không ai mua luôn á. Quần áo là không ai mua luôn bà cô chú anh chị. Này mình ngồi mình sẽ review cái khúc ngang ở ba chợ này thôi. Theo mình thấy thì những cái gian hàng quần áo thì không có ai để vô mua luôn á. Mà chỗ ngồi ở đây thì từ giá 200.000 á.
rồi một buổi sáng vậy là chỉ mà buổi sáng vậy là mà cô chú mình chỉ có căng dù lên trải bạc và treo đồ vậy là 200.000, 250. Mà nếu không đi bán thì nó tiếc, nó không được, mà cũng tốn tiền, mà bây giờ đi bán ra thì tốn tiền qua chi, tiền xăng, tiền cộ, tiền ăn uống, mà bán không được như vậy thì thấy cũng buồn cho những tiểu thương ở đây à. Đây chị bán xăm xăm chè. Nãy nhà mình làm luôn hả chị? Dạ. Ồ, ngon lắm. Cái vườn bao nhiêu đồng? Ba người bốn. Quần áo không thấy ai mua luôn nha, hổm rày á, không dịch cái quần áo người ta khó bán lắm. Cũng như cái đồ thi á, em thấy cái đống đồ thi đẳng không, bữa trước là nó bu ngạt luôn á, bây giờ không có người bu tại vì dịch này người ta chết nhiều quá đó. Tôi sợ đồ cũ nó đem ra nó bỏ vô nó bán. Cô chú anh chị mình ngồi cái góc ngõ ba này rất là dễ quan sát nhất nha, tầm nhìn của mình là nhìn chuẩn nhất vô chỗ những cái gian hàng của các tiểu thương buôn bán, là mình quan sát coi như là ở đây là tầm nhìn rất là chuẩn luôn á. Dạ. Tầm nhìn ở đây thì rất là chuẩn. Có cái gì cũng như đồ ăn đồ thì bán nó tương tương đó bán được thôi. Chị mình xem thì cái chỗ này nó rất là đông, ai đi đâu cũng đi ngang qua ngõ ba này.
kính thưa bà cô chú anh chị, mình thì đi qua cái khúc ngõ ba chợ này thì đến đây cũng xin kết thúc nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị mình.